V247 Power công ty điện của người Việt Nam với giá thấp với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt hãy gọi ngay 1855 990 9000 Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali điện thoại 714 775 1069 hay 855 775 1069 Quý vị hãy vào trang web staysmartdoyourpart.com hoặc gọi số 832 927 8787 để ghi danh chờ đợi được chích ngừa gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 18888808345 Xbox ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982 Trung tâm học liệu châu Á United Healthcare tòa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1 868 9009. Mùa thuế đã đến, hãy liên lạc ngay VIP Consultants là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ về thuế, hưu trí và đầu tư. Điện thoại 833 633 6969. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio và đây là chào bình minh của sáng ngày thứ sáu ngày 18 tháng 6 2021 với anh vũ kiểm và quang trương một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình để chào anh vũ kiểm và happy friday chào anh quang trương happy friday vũ kiểm kính chào quý khán giả sao rồi trong lòng có cảm thấy nôn nao chưa tại vì cuối tuần này là ngày của mình anh founder's day làm sao thì cũng chẳng làm sao mà dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi làm chi cũng chẳng Đảng nào làm cũng chi thế. <laughs> Dẫu có bề gì cũng chẳng làm sao Một ngày như mọi ngày <laughs> Ok, thôi thì cũng chúc cho anh và tất cả quý vị khán giả Sẽ Phải có một ngày lễ Father's Day Vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm với gia đình nha Ngày Chủ nhật này Giờ đây thì để bước vào phần tin trước khi chi tiết thì Chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được Bản tin đầu tiên liên quan đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ Đã vừa mới ra phán quyết vào ngày hôm qua Và giữ nguyên chương trình Obamacare trong khi đó thì giới chức của Nhật Bản yêu cầu là những người đi xem Olympic là phải đi thẳng về nhà sau khi xem xong Olympic. Nga bắt buộc người dân tại thủ đô Moscow chủng ngừa COVID-19 vì dịch bệnh đang gia tăng. Hàng triệu cử tri của Iran đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu tổng thống lần thứ 13. Hoa Kỳ đã chi hơn 3 tỷ đô la để phát triển thuốc điều trị COVID-19. Mỹ sắp hoàn tất phân bổ là 80 triệu liều vaccine như Hoa Kỳ đã hứa cho toàn thế giới. Ủy ban Thượng viện đề xuất mức 25% tín dụng thuế khi mà đầu tư sản xuất chip ở tại nội địa. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua đề xuất là hủy bỏ luật ủy quyền điều động quân đội tham chiến. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã tăng lên tới 412.000. Trong khi đó thì Israel tiếp tục không kích dữ dội vào giải Gaza và phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Bắc Hàn sẵn sàng cho cả việc đối thoại lẫn đối đầu với Hoa Kỳ. Nga và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề trao đổi tù binh sau khi cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Biden đã được diễn ra tại Thụy Sĩ. Tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Afghanistan bị cô lập bởi vì có người bị nhiễm COVID-19. Chuyển sang tin liên quan đến Việt Nam, thì thưa quý vị, một nhóm người Đài Loan ở tại Sài Gòn đã bị bắt bởi vì buôn lậu ma túy và họ đã dùng cái phương pháp là nhồi hàng trăm ký ma túy vào trong dạ dày của heo. Và cuối cùng là cựu phó tổng cục tình báo của Cộng sản Việt Nam bị bắt giam vì tội hối lộ. À, thưa quý vị đó là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay và giờ đây thì bước vào phần tin chi tiết liên quan đến cái chương trình obamacare do à, ông cựu tổng thống obama đã à, đề xướng ra trước đây và chương trình này thì thưa quý vị như quý vị đã biết là nó, nó nhằm mục đích là sẽ cung cấp bảo hiểm y tế cho những người mà có cái income thấp những người nghèo nói chung à, tuy nhiên có một cái sự ràng buộc đó là bất cứ ai tại hoa kỳ này đều bắt buộc phải mua obamacare Tại vì với cái chữ chương trình này đó thì tổng thống Obama đã từng muốn rằng là dùng cái tiền mà những người khỏe mạnh, trẻ không có bị bệnh nhiều đó phải mua thì cái tiền đó sẽ bù vào những người mà đang bị bệnh, cho dù đang bị bệnh nặng cũng có thể mua bảo hiểm Obamacare để bù vào những người đó cho nó cân bằng cho nó balance lại. Thì tuy nhiên bên Đảng Cộng hòa lúc nào cũng muốn bãi bỏ cái 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 chương trình Obamacare này sau khi mà tổng thống Trump lên uh, làm tổng thống. À, và mới đây thôi thì thưa quý vị Tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã đưa ra cái phán quyết cuối cùng Sau khi mà bị kiện về cái vụ này của đảng Cộng Hòa Đó là vẫn tiếp tục và giữ cái chương trình Obamacare Anh Vũ Kiệm sẽ có thêm chi tiết xin mời anh à, Cái phản ứng chung của người dân Hoa Kỳ đã Qua cái uh, cuộc thăm dò mới nhất ngày hôm qua Sau khi mà tối cao pháp viện của Hoa Kỳ Đã bác đơn kiện của đảng Cộng Hòa Tức là những cái tiểu bang do các thống đốc của đảng cộng hòa làm thống đốc nhưng mà texas là từ bang coi như là dẫn đầu trong cái vụ kiện này đối với lại luật obamacare cái lý do là như anh quang trương vừa mới trình bày là bởi vì có cái sự bắt buộc đối với lại các cá nhân cái điều này theo các nhà cộng hòa họ lập luận rằng nó đi ngược lại với lại cái tinh thần gọi là cái open market cái thị trường mở thị trường mở người dân có quyền muốn chọn bất kỳ cái điều gì mà họ muốn ngay trong cả lĩnh vực y tế và mua bảo hiểm cũng vậy. Ngoài ra nếu ép buộc như vậy thì các công ty, các hãng bảo hiểm nhỏ có nhiều cái rủi ro không cạnh tranh được với lại chính phủ. Và đó là cái lập luận của cái đơn kiện của Đảng Cộng Hòa. Trong đó có từ bang Tích Sát. Và cái phán quyết mới ngày hôm qua thứ năm ngày 17 tháng 6 đánh dấu lần thứ ba mà phía đảng cộng hòa thất bại và lần thứ ba tối cao pháp viện bảo vệ cho cái chương trình còn được gọi là obamacare tên chính thức của cái đạo luật này là đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng aca affordable care act thì đây là cái điều khoản mà gây tranh cãi nhưng mà hai thẩm phán đã chống lại cái phán quyết đó là thẩm phán samian Alito và thẩm phán New York. Ông New York là người mà được Tổng thống Trump đề cử vào những người mà theo cái chủ trương đường lối của Đảng Cộng Hòa, tức là Đảng Bảo Thủ. Cái phán quyết của tiểu bang của tối pháp viện ngày hôm qua cho rằng Texas và các tiểu bang Cộng Hòa cái đơn kiện không có tư cách pháp lý để mà tối cao pháp viện giải quyết cái hồ sơ này cái tỷ lệ là 7 trên 2, 7 người coi như là bác đơn kiện chỉ có hai người, <laughs> 7 người đồng thuận, hai người chống. Ừ, nó có những cái chuyện bên lề mà lâu lâu đụng tới cái tin này thì chúng ta cũng thường nhắc lại. Một lần được cứu là nhờ ơn của ông Cố Thượng nghị sĩ John McCain. John McCain. Yeah. Ông là của Đảng Cộng Hòa. Giờ chót nửa đêm về sáng, mặc dù vẫn bệnh bay phi cơ từ Arizona lên tới Thượng Viện để bỏ phiếu cái phiếu cuối cùng đó là cái phiếu chung cuộc mà vớt được cái Obamacare này thông qua cái đó nó đi vào lịch sử anh Sương dạ vâng đúng như vậy và cũng không quên nhắc lại cái sự kiện đó là à, sau khi mà bị một số dân chúng và nhất là bên phiếu của đảng Cộng Hòa chống đối cái vấn đề mà anh Vũ Kiểm trình bày đó là bắt buộc người ta phải mua bảo hiểm y tế Thật là người Mỹ họ không có thích như vậy À, sau đó thì thưa quý vị cái vấn đề mà phạt vạ đó thì cuối cùng cũng đã bị giảm dần đi à, cho nên là có những người mà họ không mua thì họ cũng không có bị phạt sau khi mà vào năm 2017 đó thì quốc hội của Hoa Kỳ đã đưa cái điều khoản này xuống và họ giảm cái trị giá tiền phạt xuống gần như là không có đồng nào hết và đó là cái lý do mà tiểu bang Texas và những cái tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đó, đã lấy cái lý do cái cớ đó để mà làm đơn và kiện họ nói tại sao bây giờ cái chương trình ke đó bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm nếu không mua thì phạt và bây giờ đó thì cái hình phạt coi như là không còn nữa thì tồn tại làm cái gì trong khi đó thì họ vẫn cũng không có đưa ra được một cái chương trình đội bảo hiểm nào để mà thay thế cả thì tu chung họ lấy cớ để họ thưa thì giờ đây thưa quý vị cái vụ kiện đó là cuối cùng một lần nữa đã bị tòa tối cao pháp viện của hoa kỳ bác với tỷ số là là bảy hai à, bây giờ chuyển sang một cái bản tin khác có liên quan đến nhật bản và cái chương trình olympic ở tại đây đang chuẩn bị được khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tới. Thì với cái tình trạng Covid-19 đang gia tăng và đặc biệt là cái con variant, tức là cái con biến thể của Corona đó, cái loại mà của Delta xuất phát từ bên phía của những quốc gia Ấn Độ đó thì thưa quý vị, hiện bây giờ nó đang xuất hiện càng nhiều ở tại Nhật Bản. Nhưng mà đối với lại chương trình này thì bắt buộc phải go on, tức là vẫn tiếp tục phải được tổ chức. Thành ra là những người mà phụ trách về vấn đề À, bài trừ COVID-19 ở tại Nhật Bản họ đang tìm đủ mọi cách để họ có thể khắc phục những cái sự lây lan của nó. Cho nên là thưa quý vị, theo như tin cho biết là chính phủ của, của 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 Nhật Bản đó, họ vừa mới đưa ra cái yêu cầu là những người nào mà đi đến những cái sân vận động để mà xem đó thì nên phải tiếp tục giữ cái vấn đề giãn cách xã hội, à, ngồi cách xa nhau, rồi chẳng hạn như là không có tụm năm tụm ba ngồi thưa ra, rồi chẳng hạn kể cả ngồi ăn ở trên đường ở trong quán đó thì cũng ngồi xoay một chiều thôi tức là không có ngồi đối diện với nhau tại vì lỡ một người bị đó thì không có nói chuyện và văng cái nước bọt sang người khác rồi đặc biệt là những cái vụ mà tụ tập trên đường phố để mà mừng thắng trận vân vân đó hoặc là ăn uống trên đường phố thì cái điều đó là họ sẽ cấm ngặt đó đại khái là như vậy mà đặc biệt là những người mà đến xem đến nước nhật để mà hưởng ứng đó, từ india tức là ấn độ đó thì họ sẽ đưa ra những cái không, những người athlete tức là những người cầu thủ đó đến từ Ấn Độ họ sẽ có những biện pháp để quản lý một cách chặt chẽ hơn để tránh trường hợp họ mang những con virus từ Ấn Độ sang để mà lây lan cho Nhật Bản. Anh Vũ Kiệm sẽ có thêm chi tiết. Nói về Tokyo 2020 tức là lẽ ra là tháng 7 năm ngoái sẽ khai mạc nhưng mà vì đại dịch cho nên lùi lại vào mùa hè năm nay 2021 và sẽ khai mạc từ ngày 23 tháng 7 kéo dài cho tới ngày 8 tháng 8. các nhà phân tích về thời sự thể thao đều nhìn nhận là cái thế vận hội Tokyo lần này là một cái thế vận hội lạ đời nhất trong lịch sử của thế vận hội nhân loại. Ngoài cái lý do vì đại dịch Covid-19 bị lùi lại và đây là cái thế vận hội lần thứ nhì Tokyo tổ chức sau 57 năm thế vận hội đầu tiên từ năm 1964. Cái sự kiện đó nó mang một cái ý nghĩa quan trọng cho nước Nhật bởi vì đó là quốc gia ở châu Á đầu tiên tổ chức một đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Và đó cũng là cái dịp để mà Nhật Bản chứng tỏ với thế giới về khả năng vực dậy cái nền kinh tế sau khi bại trận và kết thúc đại nhị thế chiến do hai trái bom nguyên tử của Mỹ đã thả xuống hai hòn đảo Hiroshima ở tại năm 1945. Thành thử ra thế vận hội năm nay đó chắc chắn là nó sẽ lèo tèo như anh chương vừa mới nói, tức là khán giả chỉ có bị hạn chế là một chuyện và nhiều những cái biện pháp an toàn khác để có thể thỏa mãn lại được cái làn sóng chống đối từ các giới chuyên gia về y tế, từ các giới chính trị gia và chính người dân của nước Nhật. Tuần trước, có 10.000 nhân viên làm việc tịnh nguyện người Nhật tự động coi như là tuyên bố tẩy chay bởi vì họ biết chắc là Ủy ban Tổ chức Thế vận hội của nước Nhật cũng như là tổ Ủy ban Tổ chức Thế vận hội quốc tế IOC vẫn go on tiếp tục để cho cái Thế vận hội này khai mạc. Thì họ lo ngại cho nên 10.000 người đã bỏ việc quit và quit dạ yeah. à, nhưng mà Nhật Bản thì nói rằng là không sao tại vì tôi có tới tới năm mươi mấy ngàn người <cười> <cười> điền đơn để xin mà tự nguyện để mà giúp á thành ra là cũng không sao yeah. nhưng mà dù sao thì người ta vẫn đánh giá rằng là Nhật Bản có vẻ như là coi về vấn đề thương mại về vấn đề kinh tế nó nhiều hơn là cái mạng sống tại vì nhận. đã đầu tư quá nhiều tiền mười lăm tỷ đó rồi mười yeah. yeah. vâng. tỷ, tỷ đô la nhiều lắm yeah. à, thưa quý vị trong khi đó thì quay sang bên uh, nước Nga để nói về vấn đề thuốc chủng ngừa thì uh, mới đây tin cho biết là những cái dấu hiệu về tình hình dịch bệnh đáng lo ngại tại bên nga cho thấy là uh, cái vấn đề mà những cái con virus variant đó, nó cũng xuất phát nó xuất, nó phát triển ở tại nga cho nên là chính quyền ở tại nga đó họ đang đưa ra cái lệnh ép buộc là uh, người dân phải bắt buộc phải chích ngừa uh, trong bản tin này thì không thấy đề rõ là chích cái loại nào nhưng mà đa số người ta có một số lớn những người dân ở tại Moscow ở tại Nga đó thì họ lại từ chối và không muốn chích cái cái loại thuốc ngừa à, không biết Sputnik là Sponic V. Dạ như vậy của hả? Thì coi như bây giờ không còn câu hỏi nữa. <laughs> lý do tại sao họ ngừa họ, họ chống đối, họ không chịu chích thì bây giờ không hỏi nữa. <laughs> um, đó là lý do tại sao tháng trước chúng ta có tin là chính tổng thống Vladimir Putin cũng muốn chứng tỏ là cái vaccine do Nga chế tạo được đặt tên là Sputnik V. Cái chữ Sputnik V ở đây là để nhắc tới cái phi thuyền nổi tiếng của nước Nga chế tạo cho nên họ muốn đánh dấu bằng một cái tên nguyên thủy là như vậy. Và ông Putin muốn trích ngừa để chứng minh cho người dân Nga biết là thuốc ngừa nó có hiệu quả và nó không có bị nhiều những cái rủi ro. Nhưng mà đối với lại các chuyên gia quốc tế đó, Punic vi vaccine của Nga, cái hiệu quả của nó cũng chỉ như là Sinovac của Tàu khoảng 50 cho tới 55% mà thôi. Về tình hình hiện tại, thủ đô mặc tư khoa của Nga đang đối phó với lại cái biến thể mới và lây nhiễm nhanh hơn và cái số người ở trong thủ đô đang tăng một cái mức độ gọi là chóng mặt. Trong cái bản báo cáo ngày 17 tháng 6, tức là ngày hôm qua, thủ đô của nước Nga báo cáo thêm 7.700 ca nhiễm mới được coi là cái mức cao nhất của một ngày kể từ ngày 24 tháng 12 năm ngoái thì nhà cầm quyền của thủ đô xác nhận là trên toàn quốc hiện nay đó là khoảng 15.000 ca. Cái số cao nhất trong một ngày kể từ ngày 12 tháng 2. Những cái con số chúng tôi vừa mới nói là không phải là COVID bình thường mà là cái loại biến thể Delta ạ. Dạ. dạ vâng. À, thưa quý vị trong khi đó thì ở tại bên uh, Iran À, ngày 18 tháng 6 giờ địa phương bắt đầu từ 7 giờ sáng thì thưa quý vị hàng ngàn những cái thùng thiếu thùng phiếu đó đã mở cửa cho người dân đi bỏ phiếu ở tại đây và đây được xem là cái cuộc bỏ phiếu cho tổng thống lần thứ 13 ở tại à, Iran này à, theo tin cho biết thì cái tình trạng về kinh tế ở tại Iran đang rất là trầm trọng khi mà họ đang phải hứng chịu những cái sự bà cấm vận và trừng phạt của Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế được biết là trong cái năm 2020 vừa qua đó thì cái uh, um, cái nền kinh tế của Iran đã giảm xuống uh, rất là nhiều uh, từ năm uh, 2019 nó giảm là thưa quý vị uh, là 6.8% bây giờ nó giảm hơn như vậy nữa và cái tỷ lệ thất nghiệp tại Iran là 11.2%. Trong khi đó thì cái số cái sản lượng khai thác dầu thô của Iran cũng giảm mạnh từ 3.9 triệu thùng một ngày. Trước đây thì giờ đây chỉ còn có 2.3 triệu mà thôi. Nói chung là Iran đang phải đối đầu với cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ rất là nặng. Thành là kinh tế đang là bị dần dần bị 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 kiệt quệ và bị tê liệt. Cho nên là bốn vị ứng cử viên ra ứng cử trong cái vai trò tổng thống lần này nếu như mà được đậu đó thì họ phải sẽ đóng một cái vai trò để mà làm sao vực dậy cái nền kinh tế của Iran đang rơi xuống rất là trầm trọng, trọng này. Anh Vũ Kiếm muốn vực dậy đã trước hết phải được tháo bỏ những cái lệnh cấm vận yeah. những cái tài sản và tiền bạc của ngân hàng Iran đều đã bị khóa đều bị Phong tỏa hết thì đó là cái cuộc chiến gọi là không cần vũ khí mà cũng có thể đánh sập được một cái chế độ độc tài như là Iran cuộc chiến kinh tế các giới chuyên môn đều nói cái câu ngạn ngữ là vì kinh tế cũng là chính trị thành thử ra kinh tế là một cái vũ khí vô cùng quan trọng. Đôi khi người ta không cần phải súng đạn mới hạ được một cái chế độ độc tài. Đối lại trường hợp của Iran cũng vậy. Chính vì cái lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt cho nên một phần nào đó nước Cộng hòa Hồi giáo Iran bớt hung hăng hơn bởi vì ngay chính ở trong nước của họ lòng dân cũng ta thán. Cái kinh tế của Iran đã liên tục sụt giảm Nhưng Trương vừa mới nói chỉ có trong cái thời gian 2 năm thôi 2018 cho tới 2019 giảm tới 6.8% và năm vừa rồi 2020 giảm thêm 6% nữa cái mức lạm phát luôn luôn ở trên mức gọi là 45% trong khi đồng nội tệ tức là cái đơn vị tiền tệ của đồng tiền Iran là đồng rial đó nó giống như là bèo so với lại đồng đô la Mỹ một đô la đổi mang thúng đi gánh và cái tỷ lệ thất nghiệp thì quý vị biết rồi cho nên chỉ có một cái cách duy nhất mà iran vực dậy được kinh tế là kinh tế và bây giờ trong bốn ứng cử viên coi như là ai là cái người sáng giá nhất và có thể làm được cái việc này không phải dễ yeah. bắt buộc là phải nhờ tới phương tây tháo gỡ cái lệnh cấm phận và cái điều đó đang vẫn được tiến hành và đang vẫn được bàn thảo bách bắt đầu từ 3 tuần trước một cái cuộc bàn thảo không chính thức Hoa Kỳ cũng có tham dự ở tại Geneva với lại những cái nhà trung gian về cái lệnh cấm vận mà JP tức là P5 cộng 1 đó, đối với lại Iran. Cái lệnh đó thì chính là được cựu tổng thống Obama gỡ bỏ trước rồi sau đó ông Trump lên ông Trump lại đặt lại. Rồi ông Trump xuống bây giờ ông Joe Biden lên lại muốn gỡ bỏ. Đó dạ vâng nhưng mà nói với anh vũ kiểm đó thì cần với cái sự mà tiếp tay của Thế giới. tây phương dạ vâng đó nhưng mà ở trong bốn người nhân vật này đó thì được biết là có tới ba người theo cái cách bảo thủ cứng rắn rồi chỉ có một nhân vật được coi là cởi mở và theo cái đường lối cải cách ôn hòa mà thôi cho nên là nhưng mà cái người sáng giá nhất thì bây giờ thì lại nằm trong cái những người mà coi như là có cái đường lối cứng rắn cho, cho là... dù là dạ. vâng anh trương cho dù là có cởi mở ôn hòa đi chăng nữa cũng không thể nào mà thoát ra được cái sự chỉ đạo của giáo chủ Đúng tối rồi. cao ừ. Alatoya Khomeini bởi vì nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là một cái nước thần quyền chứ không phải là thế quyền tổng thống dưới quyền của ông giáo chủ. Dạ vâng. Cho nên là làm gì làm cũng không thể nào thoát ra khỏi cái vòng mà gọi là lúc nào cũng, cũng 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 tạo ra kẻ thù trên thế giới cả và nhất là phương Tây bản tin có liên quan đến cái bước tiếp theo của Hoa Kỳ trong vấn đề mà ngăn chặn và tiêu trừ cái đại dịch Covid-19 đó là thưa quý vị sẽ bỏ tiền ra để mà nghiên cứu và điều và 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 điều chế cái loại thuốc để đặc trị cho cái cái con virus này thì như quý vị đã biết cái vấn đề thuốc chủng chủng ngừa thì Hoa Kỳ coi như đã thành công rất là nhiều à, bằng chứng là có rất nhiều hãng của Hoa Kỳ đã sản xuất được cái loại thuốc này và cung cấp cho toàn thế giới đặc biệt người dân của Hoa Kỳ thì bây giờ coi như là thuốc coi như thừa mứa. Và đây được coi là cái sự mà 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 điều hành khéo léo của tổng thống Biden. Không biết nói như vậy anh Vũ Kiểm có like hay không nhưng mà đã người dân Hoa Kỳ đã gần chích đủ cái con số gọi là 70% rồi. Thì, <laughs> thì về đây. mình dám la anh Trương, tin tức là tin tức thôi. Giờ đây là sao? Thành ra là bây giờ Hoa Kỳ đang bước thêm một bước nữa, tức là chế cái loại thuốc để mà đặc trị nó thì bây giờ Hoa Kỳ chi ra như vậy là cả mấy tỷ đồng hơn 3 tỷ đồng phải không Vũ Kim dạ, vâng. để mà chế tạo loại thuốc này à, thực ra đó là đây là cái kế hoạch nó đã có sẵn ở trong cái, cái 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 kế hoạch giải cứu nước Mỹ Rescue America mà Quốc hội đã thông qua hồi tháng 3. anh Trương và vị còn nhớ là cái ngân sách để giải cứu nước Mỹ trong thời đại, đại dịch đó là một nghìn chín trăm một nghìn chín 1,9 ngàn tỷ Thì trong cái số tiền này họ trích ra hơn 3 tỷ khoảng gần 4 tỷ Để mà cấp cho các hãng dược phát triển những cái loại thuốc mới để điều trị Covid-19 trong tương lai Thì theo như là lời của Cố vấn trưởng về Y tế Cũng là Tổng Giám đốc của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Không ai khác là bác sĩ Anthony Fauci ông giải thích về cái kế hoạch này như sau. Trong cái buổi họp báo công bố ngày hôm qua, chiều thứ năm 17 tháng 6, bác sĩ Anthony Foxy cho biết là cái thuốc kháng virus mới, ông, ông gọi là một cái liều bổ sung để mà quan trọng tiếp ứng cho những cái vaccine hiện có của các hãng lớn, hãng chính như Pfizer, Moderna, vân vân Thì là đây là một cái liều bổ sung đặc biệt để giúp cho những người mà có cái kháng thể yếu, bởi dễ gặp cái rủi ro nguy cơ bị tác hại. Cái chương trình này hơn ba 000 tỷ này của chính phủ cấp sẽ giúp đẩy nhanh những cái chương trình thử nghiệm lâm sàng đối với lại cái loại thuốc thuốc uống kháng sinh mới này đang bây giờ đang phát triển nhưng mà ở nhiều giai đoạn khác nhau như chúng ta đã nghe tin trong những tuần vừa qua. Ngoài ra đã thì cái chương trình này cũng tài trợ cho các hãng thuốc của Hoa Kỳ để mà chế thêm những cái loại thuốc kháng virus COVID mới. Tức là họ đưa ra một cái số tiền đây để cho quý vị nghiên cứu và để đào tạo và để sản xuất ra cái loại thuốc chủng mới. Yeah. À, vâng thưa quý vị, quý vị cũng đã biết rồi lý do tại sao mà Hoa Kỳ có cái số lượng thuốc chủng ngừa nhiều như vậy là tại vì Hoa Kỳ rất là mạnh tay. Kể thì chưa khi mà chế tạo ra được thì ông Trump đã ra lệnh là tung tiền ra để mà cung cấp cho những cái cơ sở nghiên cứu cái thuốc chủng ngừa và tài trợ cho họ rất là nhiều tiền cả tỷ cả tỷ bạc để rồi nếu mà họ thành công thì Hoa Kỳ sẽ mua cái số lượng vaccine tới trước thành ra là khi họ thành công thì Hoa Kỳ là quốc gia phải đó là có cái ưu tiên đợi hàng đầu để mà mua cho nên Hoa Kỳ có nhiều thuốc là như vậy trong khi đó về cái thuốc này cũng vậy cái thuốc bây giờ đặc, trừ, đặc, đặc trị đó thì trước đây cũng mới đây thôi Uh, Hoa Kỳ cũng tiết lộ là họ đã bung tiền ra để mà tài trợ cho cái hãng AstraZeneca. Tại vì cái hãng này bên Anh họ đang chuẩn bị để bước sang, không phải là chuẩn bị nữa mà họ đã bước sang cái cuộc nghiên cứu để mà chế thuốc rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn chưa biết họ chế được hay không. Hoa Kỳ vẫn bỏ tiền ra. Nhưng mà cuối cùng thì thưa quý vị, cái thuốc đặc trị của AstraZeneca cho biết là chỉ có đạt hiệu quả, chỉ có 33% mà thôi. Thành ra là coi như là không thành công rồi. Thì bây giờ họ chuyển cái thuốc đó từ cái vấn đề đặc trị khi mà người ta bị nhiễm, bị bệnh đó, thì bây giờ sẽ chế thành cái loại thuốc mà nó có thể nó giúp cho giảm nhẹ lại căn bệnh khi mà bị bệnh rồi đó thì dùng cái thuốc đó nó sẽ đè hết những cái triệu chứng những cái gì nặng đó thì nó sẽ không có đến nỗi mà phải vào bệnh viện thì đó là cái cái hướng tới mà Sanica sẽ chuyển từ cái thuốc đặc trị sang cái thuốc làm giảm căn bệnh để mà cung cấp cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái lý do tại sao mà Hoa Kỳ có nhiều thuốc như vậy. À, bây giờ chuyển sang một bản tin khác cũng liên quan đến thuốc chủng ngừa thì như quý vị đã biết Hoa Kỳ ông tổng thống Biden, ông đã đưa ra cái lệnh là sẽ cung cấp ít nhất là 80 triệu liều thuốc, thưa quý vị, covid 19 cho những quốc gia nghèo còn lại trên toàn thế giới. thì giờ đây thông tin mới nhất cập nhật thêm cho biết là chương trình đang được tiến hành một cách suôn sẻ. À, mới ngày hôm qua thôi thì thưa quý vị một lô hàng vaccine đã đến được quốc gia Canada và tuần sau đó thì một lô thuốc khác sẽ đến Brazil và đây là hai quốc gia được coi là nhận được cái lô thuốc nằm trong 80 triệu liều này. À, đầu tiên, à, cái lý do mà hai quốc gia này nhận được đầu tiên trong khi còn nhiều quốc gia nghèo nàn khác thì vẫn chưa nhận được, đó là họ tính trên cái vấn đề mà cái mức độ lây nhiễm là một. Và thứ hai là những quốc gia đó phải có đủ những cái cơ sở để mà đón nhận những cái liều thuốc này để mà có thể uh, lưu trữ nó trong những cái phòng lạnh như thế nào đó, phải hội đủ những cái tiêu chuẩn cần thiết thì Mỹ mới cung cấp thuốc tới. Chứ nếu chưa mà đem tới thì có thể làm hư thuốc Thì đó là một cái lý do cho biết là tại sao Canada là một quốc gia giàu chứ Mà tại sao họ nhận trước những quốc gia nghèo khác Anh Vũ Kiều Giàu vẫn thua Mỹ và cũng không có xài sang như Mỹ Người ta hay nói là sang như Mỹ <laughs> Cách đây hai ngày, ngày 16 tháng 6 đó Thì tin chúng ta cũng đã loan ở Chính phủ Hoa Kỳ đã mua thêm 200 triệu liều vaccine của hãng dược Moderna Thì đó là cái <laughs> lý do tại sao nằm ở trong cái gọi là cái 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 chương trình mà trợ cấp thuốc vaccine cho những quốc gia nghèo của tổ chức y tế thế giới cái chương trình Covax Co đó. Sẽ... À, vâng. À, thưa quý vị chuyển sang một bản tin khác về vấn đề sản xuất kia những cái con chip cho cái ngành uh, xe cộ vân vân ngành điện tử nói chung. Thì giờ đây với cái sự mà ảnh hưởng và lệ thuộc vào những cái hãng sản xuất từ ngoại quốc. Cho nên là trong thời gian vừa qua đó cái lượng chip mà cung cấp cho thị trường ở tại Hoa Kỳ và nhất là những cái nhà sản xuất xe hơi đó bị thiếu thốn rất là nhiều trong cái cơn đại dịch này. Cho nên là cái ngành sản xuất xe hơi và một số những ngành sản xuất khác bị bị giảm đi rất là nhiều bởi vì thiếu cái con chip đó. Thì giờ đây Hoa Kỳ đang muốn đưa ra một cái chương trình một kế hoạch đó là họ sẽ dành một cái cái vấn đề đánh thuế đặc biệt đối với những cái hãng sản xuất chip này để rồi mang họ về hoặc ít nhất là giữ họ ở lại tại Hoa Kỳ cho họ sản xuất chip để cung cấp cho Hoa Kỳ cho nội địa. Chứ nếu không đó vẫn đánh cái thuế cao đối với những công ty này đó thì họ có thể là sẽ dời sang và họ sẽ ở luôn bên những quốc gia khác họ làm, họ cung cấp ngược lại cho nước Mỹ. Và với cái cách đó đó thì được biết là cái tiền thuế mà họ có thể giảm được ít nhất là 70% so với tiền thuế của Mỹ và so với cái việc mà họ đi ra nước ngoài họ sản xuất thành ra là cái với cái sự mà chênh lệch như vậy thì nhiều công ty họ đã phải chạy ra nước ngoài anh vũ Kiều. dĩ nhiên anh ừ. là một người làm kinh doanh thì cái điều đầu tiên là cái gì phải mang lợi nhuận về cho công ty của mình yeah. và tránh coi như là bị đóng thuế tránh những cái sự thiệt thòi về tài tránh là đó là cái rành rành ai cũng biết được hết nhưng mà trong tuần trước đó về cái điều này thì chúng ta đã làm tin là thượng viện hoa kỳ đã thông qua về phê duyệt chuẩn thuận cho cái ngân sách 52 tỷ đô la để sản xuất và nghiên cứu những cái loại chip một cách coi như là <laughs> chung chung riêng những cái con chip trong những cái hệ thống để sử dụng trong cái ngành viễn thông, điện thoại vân vân. Thì còn có những cái con chip đặc biệt sử dụng trong xe hơi mà bây giờ chúng ta thấy hàng ngày đều có những cái tin các công ty lớn Ford, GM, Chevrolet đều tạm thời đóng cửa và tạm thời ngưng sản xuất những cái loại xe bởi vì họ không có đủ những cái con chip để gắn vào ở trong xe. Cho nên trong cái số tiền 52 tỷ đó có 2 tỷ dành riêng để chế tạo chip cho kỹ nghệ xe hơi hiện đang rơi vào cái tình trạng thiếu hụt trầm trọng và phải cắt giảm cái việc sản xuất và phải tạm đóng cửa các cơ sở. Mới đây nhất là vào hôm đầu tuần, hãng Hyundai ở tại Alabama cũng phải đóng cửa bởi vì thiếu chip. Cho nên cái chuyện mà ngay bây giờ cần phải thực hiện ngay và gấp rút. Trong 52 tỷ đó, thành lập các hãng xưởng chế tạo chip ngay trong lòng của nước Mỹ thì mới giải quyết được vấn đề. Và cái chuyện này cũng không thể nào mà giải quyết được một sớm một chiều. Bắt buộc là phải có những cái thiết kế về hạ tầng cơ sở hoặc là có những cái cơ sở có sẵn thì mới bắt tay vào việc ngay lập tức được. Yeah. À, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vào ngày hôm qua thì tại Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua cái vấn đề đề xuất là hủy bỏ cái luật gọi là ủy quyền điều động quân đội tham chiến, viết tắt là AUMF được ban hành vào năm 2002. À, vốn được cho là nó giúp cho hợp pháp hóa quyền cho phép quân đội của Hoa Kỳ xâm lược vào Iraq từ thời của cựu tổng thống George Bush, thưa quý vị. À, được biết là sau khi bỏ phiếu thì Hạ viện có được là 268 phiếu ủng hộ và 161 phiếu phản đối. Và bây giờ đó thì à, sau khi mà thông qua ở tại Hạ viện rồi thì cái dự luật này sẽ được đưa lên Thượng viện để mà tiếp tục được xem xét và thông qua. Theo như ông à, lãnh đạo phe dân chủ ở tại thượng viện đó là ông Chuck Schumer. Ông bày tỏ cái sự ủng hộ về cái đề xuất này và cho biết là sẽ đem ra để mà có thể thảo luận trong một cái dịp mà à, thuận lợi nhất trong năm nay. À, được biết trước đó trong hai năm liên tiếp 2019 và 2020 thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã từng bỏ phiếu để hủy bỏ cái luật này vốn cho phép Tổng thống của Hoa Kỳ trước đây là ông George W. Bush sử dụng quân lực để mà tấn công và tiêu diệt Nhà lãnh đạo của Iraq đó là Saddam Hussein. À, tuy nhiên cái đề xuất này sau đó đã bị thượng viện, khi đó là phe Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ đi. Thì giờ đây thưa quý vị cái cái luật này được uh, tái uh, bỏ phiếu trở lại và bây giờ thì hòa hạ viện đã thông qua rồi, bây giờ còn lên thượng viện mà thôi anh Vũ Kiệt, à, cái vụ này tôi phải lên tiếng <laughs> với cái tư cách tôi không phải là cái người phản chiến. Tôi không phải là cái thành phần thiên tả và tôi cũng không phải là cái người chủ chiến theo cực đoan cái phía diều hâu là ủng hộ chiến tranh. Nhưng mà chúng ta thấy rõ Hạ viện bỏ phiếu để mà gỡ bỏ cái đạo luật này thì thấy rõ là ở tại Hoa Kỳ có rất nhiều chính trị gia, quý vị dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc về cái phe phản chiến chống chiến tranh. Trở lại về quá khứ, một đôi dòng về cái bối cảnh của cái cuộc chiến sa mạc được gọi là Operation 91, cuộc chiến sa mạc năm 90 thời của tổng thống Bush. Cái lý do tại sao mà ông Bush lại xin Quốc hội lúc đó gấp rút để mà mang quân tới cứu Kuwait là bởi vì chính Saddam Hussein có cái tham vọng đã chiếm thôn tính cái mỏ dầu và cái Kuwait nó chỉ là một cái giẻo nằm sát nách với lại ở bên Iraq thôi nhưng mà là một cái quốc gia giàu nhất thế giới tại vì cái mật độ dân số ít và cái lượng dầu hỏa của họ nhiều. Và cái dầu hỏa của Kuwait cũng là một cái nguồn cung cấp dầu hỏa năng lượng cho cả thế giới. Trong lúc đó, Saddam Hussein là một tay độc tài mà thôn tính nuốt gọn Kuwait, không có bán cho các quốc gia Tây phương bởi vì cho rằng thù nghịch đối với lại nước Iraq. Cho nên chính vì vậy Hoa Kỳ dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Bush lúc đó phải ra tay hành động. Thì cái chuyện đó để cứu cho thế giới khỏi bị cái tình trạng khan hiếm dầu hỏa, chúng ta thấy cái thời đó dầu hỏa tăng coi như là kinh khủng tới độ chóng mặt. Thì cái điều đó trên thực tế nó là giúp cho thế giới giải quyết được cái nạn than hiếm dầu hỏa. Nếu bây giờ thì quý vị thượng nghị sĩ và dân biểu của phía dân chủ thì cho rằng cái hành động đó, cái quyết định đó cái chiến lược đó là coi như là chủ chiến diều hâu và họ không muốn tổng thống có toàn quyền có toàn quyền sử dụng quân đội để đi can thiệp vào nội tình của nước khác nữa. nhưng mà nếu mà nói đi nói lại đó thì cái vụ mà năm 2003 tới thời ông Bush con đó thì rõ ràng là anh thấy rằng là báo chí đưa rất là nhiều trong cái vấn đề mà Hoa Kỳ đem quân sang Iraq để mà tấn công ông Saddam Hussein sau đó thì tiêu diệt ông luôn và cuối cùng thì với cái lý do là, là ông này đã có những cái bom, giết người hàng loạt, vũ khí nguyên tử vân vân và cuối cùng thì họ không tìm thấy gì cả. thì điều đó cũng cho thấy là cái quyền tổng thống quá cao trong cái lệnh đó tức là tổng thống có quyền đưa quân sang để mà tấn công một cái quốc gia nào đó và kể cả coi như là tiêu hủy luôn cả một chế độ đó nhưng mà cuối cùng thì không có đưa ra được một cái bằng chứng nào hết. thì đó là bên phía dân chủ đã lật là cái vấn đề những cái người mà, mà mà phản chiến đó họ đưa ra cái vấn đề đó để họ khẳng định rằng là tổng thống cũng không nên có quá nhiều quyền như vậy. Um, trên thực tế đó thì cái hiến pháp của nước Mỹ sử dụng quân đội trong thời chiến khi có chiến tranh Nhưng mà không được sử dụng quân đội để mà đi lật đổ một cái chế độ khác như là Trương mới nói Và trong lòng nước Mỹ tại sao chúng ta có vệ binh quốc gia Quân đội không được sử dụng ở ngay tại trong nước trừ khi nước Mỹ bị xâm lăng còn sử dụng thành phần vệ binh quốc gia là giữ gìn an ninh hoặc là cứu nạn thiên tai mà thôi. Cái vụ 2003 đó, thời Bush con đó, cái đó là một cái vố đau cho ông Bush con. Cái lỗi là của CIA. Dưới thời đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Jerome Powell, ông Bộ trưởng Quốc phòng da đen đầu tiên. Khi nhận được tin tức tình báo và báo cáo mở yêu cầu Liên Hợp Quốc mở một cái phiên họp khoáng đại trình bày từng chi tiết. Chúng tôi có những cái dữ kiện tình báo cho thấy chỗ này, chỗ này là có những cái vũ khí giết người hàng loạt. Mass Destruction Weapon, vũ khí hóa học. Nhưng mà sau cùng, mang quân tới, chiếm đóng, không có. Cái lỗi của CIA, cái lỗi của các cơ quan tình báo bạn, cho nên cái cú đó ông Bush còn đau lắm và chính ngay cả ông Jerome Powell, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng vô cùng đau điếng về cái vụ đó bởi vì coi như là đã bị mắc lỡm với cái báo cáo đó thành thử ra cái lập luận này như trương vừa mới nói bên phía dân chủ đã nhờ vào đó để mà đưa qua cái luật muốn hủy bỏ ủy quyền của tổng thống tức là tổng thống mỹ chúng ta hay nghe nói cái yeah. câu gọi là tổng tư lệnh quân đội commander in chief nhưng mà đối với nước mỹ đó kể từ sau khi mà thời chiến tranh việt nam đó muốn mà một cuộc chiến tranh phải được lưỡng viện quốc hội bỏ phiếu thông, thông qua. qua. Dạ. Yeah. À, thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang cái vấn đề chiến sự ở tại bên giải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas ở tại cái khu vực này của Palestine, thì tiếp tục người ta thấy rằng là bên phía của Israel đã mở những cuộc không kích rất là nặng nề xuống những cái căn cứ của lực lượng Hamas ở tại giải Gaza và đã thiêu hủy đi nhiều cái căn cứ ở tại đây. Thành ra là bây giờ báo chí là tiếp tục cho biết là kể từ sau khi mà hai bên được thỏa thuận và ngưng bắn cách đây gần một tháng trời thì họ đã hoàn toàn ngưng bắn. Nhưng mà gần đây trong vòng 2-3 ngày qua đó thì hai bên lại có những cái hành động và nhất là bên Israel đã tấn công không kích vào bên phía của Hamas rất là nặng nề. Họ đưa lý do là tại vì bên phía của Hamas họ đã dùng cái chiến thuật là dùng những cái loại mà balloon tức là bóng bay đó để mà mang những cái tờ truyền đơn để mà đi tuyên truyền rồi sau đó thì cũng mang luôn cả những cái vật cháy nổ để mà thả xuống bên phía của bờ đông bên đây phía của Israel gây ra những cái đám cháy rất là lớn cho nên đó lý do tại sao mà Israel đã tiếp tục có những cái vấn đề mà, mà 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 tấn công vào Hamas và họ cho rằng là bên phía của Hamas là cái bên mà đã 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 trực tiếp để mà phá vỡ cái lệnh cân bắn này anh vũ kia à, người ta cũng đã biết trước được cái điều này sau khi mà bên phía Israel thay đổi thủ tướng, không còn ông thủ tướng Diều Hâu Netanyahu nữa và người ta chờ đợi lòng tân thủ tướng sẽ có một cái quan điểm và cái thái độ ôn hòa hơn đối lại cái nhóm trong chính thức danh sưng đó là cái nhóm thánh chiến Hồi giáo Hamas. Hamas có, có hai, tức là giải Gaza và West Bank là một phe là Fatah và bên là Hamas. Thành thử ra chỉ có cái nhóm thánh chiến Hồi giáo Islamic Militant họ mới có những cái hành động khiêu khích này. Nhưng mà cái nhóm này Hoa Kỳ đặt vào cái danh sách khủng bố nằm trong cái danh sách khủng bố của quốc tế yeah. và lần này như Trương vừa mới nói họ sử dụng một cái vũ khí thô sơ tại vì họ quá nghèo là dùng đôi khi dùng diều hoặc là ngay cả drone xong rồi cuốn dây kẽm hoặc là băng keo những cái loại cháy hỏa châu hoặc là những cái thuốc yeah. nổ nhỏ thả sang bên đó phá rối thôi, chứ không muốn đứt cái động lông chân nào của binh lính Israel hết cả, chỉ có thường rồi. dân thôi. Dạ vâng. Dạ. <laughs> dạ vâng, thành ra là bây giờ hai bên phải lại tiếp tục đụng độ nữa. Phải dân đe. Dạ yeah. vâng, phải dân thành đe. Thành ra là mới dạ. có ngừng bắn được có chưa đầy một tháng, dạ. kể từ ngày 21 tháng 5 vừa rồi. À, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác, thì bản tin này có liên quan đến vấn đề Nga và Hoa Kỳ. Thì kể từ sau khi mà hai vị nguyên thủ quốc gia gặp nhau ông putin và ông biden à, ở tại bên thụy sĩ đó thì hai bên cũng đã đưa ra một cái hin tức là một cái dấu hiệu cho thấy là hai bên sẵn sàng sẽ có những cuộc đối thoại để mà có thể trao đổi tù binh với nhau thì theo như tin từ một cái vị à, gọi là thứ trưởng ngoại giao của nga đó là ông sergei yakov cho biết như vậy và hai bên mỹ và à, nga đó sẽ có những cái cuộc họp sắp tới nhằm để có thể đạt được cái thỏa thuận là đôi bên sẽ đồng ý và để trao đổi tù binh giữa hai bên trong những ngày sáng sắp tới đây thưa quý vị. Hiện tại một cái tù binh mà công dân Hoa Kỳ hiện đang bị Nga bắt giữ gần đây nhất đó là một cái người mà bị bắt vì bị tố cáo là làm gián điệp cho cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ khi mà ông về tới thủ đô Mạc Thứ Khoa tham dự một cái tiệc cưới. Ông là người Mỹ mà gốc Nga làm việc cho Mỹ. Thành thử ra còn đố lại bên Hoa Kỳ thì tôi không nhớ rõ là hiện tại có bao nhiêu những tay gián điệp tình báo của Nga mà đang bị Mỹ coi như là cầm giữ. À, một chút xíu nói về ông Kim Jong Un đi, tại vì ông này cũng đang gây cái sự chú ý của báo chí sau một thời gian coi như là ẩn giật. Thì giờ đây thưa quý vị tin cho biết là trong một cái tuyên bố được cho là một cái thông điệp đầu tiên để gửi cho Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ đó. Vào ngày 18 tháng 6 giờ địa phương thì lãnh đạo của Bắc Hàn ông Kim Jong Un đã đưa ra một cái tuyên bố và nhấn mạnh rằng Bắc Hàn là sẵn sàng cho cả cái việc đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ. Tức là bây giờ không ngán nào hết. Đây khá là như vậy. Nếu mà anh muốn nói chuyện với tôi thì welcome. Tôi sẽ nói chuyện với anh tiếp để mà có thể nối kết lại những cuộc mà đàm phán trước đây của cựu tổng thống Trump đã từng nói chuyện với ông Kim Jong Un. Nhưng mà nếu mà mà nước mỹ mà muốn cương thì sẽ tiếp ngay. Giới um, phân tích về quân sự cũng như là thời cuộc, đặc biệt là về tình hình tại bán đảo Triều Tiên đều cho rằng đây là một cái tín hiệu mà ông Kim Jong Un bắn ra để coi thử dọ hỏi có cái phản ứng của chính quyền Hoa Kỳ dưới thời lãnh đạo của tổng thống hiện tại là ông Joe Biden ra sao. Trong cái bối cảnh đó là thứ bảy này, thì một người được tổng thống Biden đề cử làm đặc phái viên đặc biệt đặc trách về tình hình tại Bắc Hàn sẽ có cuộc họp với lại ba quốc gia Nam Hàn và Nhật để tìm một cái phương hướng tiếp tục trở lại với lại cái chuyện gọi là giải quyết cái phi hạt nhân hóa toàn bán đảo Triều Tiên và không nói chuyện gì tới bên phía Bắc Hàn hết cả. Cho nên Bắc Hàn qua lời của ông Kim Jong Un bắn ra một cái lời tuyên bố này trong cái khóa họp thứ ba của Trung ương Đảng lao động tên danh sưng chính thức của họ để coi phản ứng của Mỹ ra sao. Yeah. Nhưng mà nếu mà đi ngược lại chút xíu trong cái vụ mà ông uh, Tổng thống Trump đã gặp gỡ ông Kim Jong Un ngay tại cái vùng mà mà bàn bôn điếm đó đã mang đến cái tính cách lịch sử khi mà Hoa Kỳ tổng thống Hoa Kỳ đã làm được cái việc này thì sau đó tại sao lại 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 chấm dứt rồi hai bên tỏ ra có vẻ như là gây cấn với nhau? cho đến bây giờ thì không lại muốn... có một cái treaty, tức là không có ký một cái văn kiện và một cái thỏa thuận nào hết đó chỉ là một cái tuyên bố chung sau cái cuộc họp thôi chứ còn cái đó nó không có không thì đúng rồi giá nhưng trị. mà nhìn thấy cái um, những cái chiều hướng mà Mỹ và Bắc Hàn gặp nhau như vậy rồi có những cái cuộc bắt tay rất là thân thiết thì người ta nghĩ rằng là Hoa Kỳ có thể làm được cái việc đó là về vấn đề Bắc Hàn và Nam Hàn đã nối lại vấn đề thống nhất với nhau rồi nhưng mà sau đó thì dường như là Bắc Hàn đã không có làm theo những gì mà họ hứa phải Tại không? Tại vì Trump dứt đài Trump rồi, không? À, thì đúng <laughs> rồi, Trump rớt đài rồi mà trên nguyên tắc đó là Nam Hàn và Bắc Hàn vẫn trong tình trạng chiến tranh. Bởi vì cái cuộc đình chiến kết thúc ở cái vị tuyến 38 ở bản môn điếm đó chỉ là một cái hòa ước đình chiến ngưng bắn mà thôi, chứ không có phải là chấm dứt chiến tranh. Dạ vâng, rồi còn lại một phút chót anh nói thêm về cái vụ ở tại Afghanistan nha. Tại vì được biết là thưa quý vị, tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Afghanistan đó, uh, đang bị cô lập tại vì cái vấn đề Covid-19. Thì đây cũng là một cái tin cũng khá là quan trọng trong cái vấn đề mà hiện bây giờ Afghanistan đang có những cái biến động về vấn đề bạo động ở tại đây sau khi Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ rút lui quân ra khỏi đây vào tháng 9 tới đây. Thì bây giờ cái tình trạng mà bạo động, cái cuộc tấn công của những cái băng nhóm, những cái tổ chức chống là chính quyền của Afghanistan đó cũng đang bắt đầu hoàn hành trở lại, thành ra là cũng rất là nguy hiểm ở tại Afghanistan trong lúc này. Anh à, kiếm? cái cái nhóm tàn quân Taliban à, còn yeah. cái vấn đề mà đại dịch đó thì đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan ông Ross Wilson cho biết là sẽ hoạt động trở lại chỉ khi nào mà cái đại dịch Covid-19 tại đây nó lắng xuống. Yeah. À, còn một phút chót, nói chuyện chính trị, chính em và thời sự nặng nề quá, <laughs> miền nói chuyện mấy ông bố đi ngày Father's Day đi bố cường muốn cái gì <cười> anh cười còn bố trương thì sao à, cũng bình thường thôi anh không có gì đặc biệt hết cũng như mọi ngày thôi thì chắc à. chắn cũng sẽ nhận được giống như mọi năm thôi à. một cái quà gì đó một cái cốc uống nước hay là một cái, một cái một cái một cái một cái đồ đừng viết chẳng hạn như vậy thôi chứ không có gì là đặc biệt hết tức là anh yeah. cũng là một trong những thành phần coi như là giúp cho cái chuyện gọi là ngày Father's Day một cái ngày vô cùng ý nghĩa quan trọng đối với lại các đấng từ phụ nhưng mà chẳng may nó đã bị Hoa Kỳ thương mại hóa anh cũng chờ đợi món quà ngày xưa người ta tổ chức ngày Father's Day người ta đâu cần quà không, đâu không bây giờ anh chờ không? ngày này cuối tuần này để nhận quà Trời ơi. À, không phải chờ nhưng mà tại vì con chưa nó tạo ra giống như là một cái truyền thống rồi đó. Ít tôi nhất hiểu. là để nhắc cho hai đứa nhỏ Đúng. nó biết là. Thì cái, cái đó, đó là cái là là mục là đích, đích thiêng liêng liên. Yeah, làm cái gì Đúng đó rồi. cho cái người cha người mẹ người. cái mẹ của con buôn đó họ in thiệp, in ly, in quần áo, in áo vest để họ tặng bố. À, để coi coi cuối tuần này anh đã nhận được The cái gì Happy yeah. Father's Day. <laughs> <Dạo nên. cười> vâng thưa quý vị đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục làn sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng sau một vài thông tin thương mại xin kính chào V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1855 990 -9000. Vina Shop 1855 855 5888 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1855-855-5888 Oyster Max Go Sản phẩm dành riêng cho phái mạnh Bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới Bảo vệ hạnh phúc gia đình VinaShopTV.com 1855-855-5888 Quý vị hãy vào trang web StaySmartDoYourPart.com Hoặc gọi số 832 98787 để ghi danh chờ đợi được chích ngừa Xport ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982